Tốt rồi đúng không bà? Mệt ít thôi hả? Rồi mệt sẽ khỏi cho thời gian. Dạ còn dặn gì con cháu gì không? Không dặn về nhà. Trước khi đi không nói gì với các con à? Thế hôm nay bà nói đi, thầy gây âm lại xong rồi thầy gửi cho các con bà cho. Bà muốn nói điều gì không? Thương các con. Thương lo lòng con trai. Mẹ được không gặp lâu lắm rồi, mẹ không gặp con. Mẹ đi cũng không gặp con. Con ở đâu? Về mẹ đi, đắp cho mẹ nén nhang. Mẹ tủi thân. Có một môn con trai mà không cho mẹ nén nhang. Mẹ tủi thân. Các con gái nhiều không bằng con trai. Con trai. Mẹ đắp cho mẹ nén nhang. Mẹ tủi thân lắm. Có cháu nội thắt cho bà rồi. Cháu nội còn lại lắm. Không biết gì đâu. Mẹ cứ yên tâm đi. Lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt thằng con trai. Rồi mẹ chết cũng không về. Con trai rồi. Con trai. Mẹ đi cũng không gặp, mẹ cũng không gặp. Mẹ đi ra đi vào trong nhà chẳng thấy con trai mẹ đâu. Rồi. Mẹ thương nơi thằng cháu nội thì còn dại lắm. Còn một thằng thì cũng ở xa mẹ không gặp được. Mẹ cả ruột đời mẹ chẳng xa thằng con trai. Nó không thể đương gói cho mẹ à? Lo cho mẹ cũng không lo, tắm nến nhang cũng không được cả à, mẹ tủi thân. Ôi trời ơi, thôi bây giờ nó chuyện nó như thế rồi, mẹ lo bây giờ mẹ cũng không làm gì rồi, bây giờ không lay chuyển được gì nữa rồi. Thì mẹ cứ yên tâm, bây giờ mọi việc thì chúng con đều lo cả rồi. Năm chị em con lo được hết rồi thì mẹ không phải lo gì cả. Cháu nội mẹ, chúng con cũng lo. Con lại lắm, ngu lắm. Nhờ nhà các con đừng nổ lan cháu cho mẹ nhá. Vâng. Mẹ ơi, con dại lắm bố mình ơi. Xa mẹ thì bỏ đi lấy chồng thôi. Trời ơi, ôi mẹ chết rồi còn mẹ gái gọ hàng. Ai cho nó nắp mà, ai cho nó đội khăn của mẹ mà cứ bắt à. Nó đi lấy chồng rồi nó bỏ con mẹ, nó bỏ cháu mẹ lang thang. Ai cho nó đội tang mẹ đâu mà lại định cho nó. Mẹ giật lại đấy, mẹ giật lại đấy. Mẹ không biết nó đi lấy chồng, nó bỏ cháu mẹ lang thang. Đi ở thuê ở mướn chứ bèo cầu nó về ở nhà mẹ đi. Nó đi ở thuê ở mướn nó có đường có nhà có cửa đâu. Mẹ nó đi lấy chồng rồi, bỏ con rồi, bỏ chồng bỏ con rồi. Rồi còn bảo là đưa các bác cho nó làm gì. Đau xót đấm lòng mẹ lắm, mẹ giật các bác lại đấy. Mẹ bảo cái lao là nó không cho nó đâu. Mẹ giật cân tang lại. Bằng nó cũng no. Mẹ cũng biết là nó cũng không thèm đâu. Mà còn bảo là đưa cân tang cho nó làm gì. Thôi, nó ơi, đã không thích mà. Mẹ tu tập thì mẹ cũng bỏ buông bỏ cái đó đi. Mẹ tu tập rồi thì mẹ rồi, yên tâm rồi. Mẹ biết rồi. Buông bỏ hết đi nhá. Nó mẹ tu tập để sớm được mà mẹ siêu thoát cho nó đời nó thanh thản, cho cuộc đời mẹ nó khổ rồi thì thôi, bây giờ mẹ như thế thì nó cũng là ổn hết mọi việc rồi. Không phải lo, không chấp gì đó nữa. Bảo con rể nhớ mẹ. Cảm ơn con rể nhớ. Con rể mẹ lo cho mẹ, mẹ cảm ơn nhá.
có giống cũng nó quan tâm chăm sóc mẹ lắm, nó gửi quà cho mẹ suốt đấy. Mẹ chết nó lo cho mẹ chu toàn đấy, nó lo mẹ đẹp lắm, mẹ thích lắm. Mẹ cũng là cho mẹ gửi lời cảm ơn nó nha. Mẹ đi đây, mẹ đi đây. Bà mới mất được 10 ngày á? Bà ngủ và bà đi thôi, không đau ốm gì cả. Mà 80 tuổi năm ngoái rồi, bố mà mò đi. Người ta cứ bảo mất 49 ngày mới gọi được đấy, mất 10 ngày mới gọi bình thường mà. Không muốn ngủ nãy thì cứ đăng ký một cái khỏe. Đó, đi tới.